chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Các bạn thân mến, hiện nay công việc trở thành voice talent hay là trở thành những YouTuber, TikToker thì đã không còn quá đỗi xa lạ với chúng ta. Và một trong những phụ kiện để giúp cho chất lượng âm thanh của các bạn khi thu tại nhà có thể trở nên tốt hơn, đó chính là chiếc gá kẹp mic Rode FM6 này. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá xem là bên trong chiếc hộp này thì sẽ có những trang bị gì nhé. Bộ sản phẩm gá kẹp FM6 của Rode này thì có hai thiết bị. Đầu tiên đó chính là tấm màng lọc và thứ hai đó chính là gá kẹp. Tấm màng lọc này thì chắc chắn là nhiều người biết rồi, công dụng của nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cản được những cái tiếng rung hay là những tiếng ồn mà bên ngoài vào, mà trong quá trình thu mặc dù phòng của chúng ta rất là yên tĩnh rồi nhưng mà vẫn có thể gặp phải. Và chiếc gá đỡ này sẽ có hai bộ phận. Một bên là giúp cho chúng ta có thể gắn được cái đầu lọc gió lên đây. Và cái màng lọc gió này có thể xoay được, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo ý thích của mình để có đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất nhé. Đây, đó, xa gần, cái này là phụ thuộc vào việc lấy hơi của các bạn. Còn chiếc chân ở bên này thì giúp các bạn có thể gắn được vào một chiếc giá đỡ ở phía dưới để khi mà chúng ta đứng hay là chúng ta ngồi, chúng ta cũng có thể là có được chất lượng âm thanh tốt hơn, giống như thế này. Ta-da! Và như vậy là mình đã gắn chiếc giá kẹp của mic Rode lên một chiếc chân đế rồi. Và bây giờ công việc còn lại là chúng ta chỉ cần lắp mic vào và sẵn sàng thu thôi. FM6 là sốc mao chống sốc chất lượng cao, hỗ trợ cho nhiều sản phẩm micro Rode có màng rung lớn. Sản phẩm giúp cách ly micro ra khỏi yếu tố vật lý bên ngoài, có thể gây ra tiếng ầm ầm và rung không mong muốn khi thu âm. FM6 thì sẽ thích hợp để dùng cho các dòng mic Rode NT1A, NT2A, NT1000, NT2000, K2, NTK, Rodecaster. Thiết bị sốc mao cho microphone Rode FM6 của nhãn hiệu Rode được thiết kế chắc chắn với chất liệu hợp kim và có xuất xứ tại Úc. Các bạn lưu ý rằng là cái bộ gá kẹp của chiếc mic Rode FM6 này thì chỉ có cái gá kẹp đây. Cái gá kẹp giống như này thôi. Còn cái chiếc chân này thì các bạn sẽ hoàn toàn phải mua ở ngoài nhé. Cả chân cả mic thì chúng ta sẽ mua ở ngoài nhé. Rất là đơn giản và dễ sử dụng và bất kỳ ai cũng có thể lắp đặt được, setup được ở trong phòng thu của mình đấy. Nếu như các bạn đang quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập vào đường link ở phía bên dưới hoặc gọi điện đến số hotline đang xuất hiện ở trên màn hình của các bạn để được nhân viên hỗ trợ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Yêu Công Nghệ.